Xin chào mọi người, mình đang có mặt tại chợ văn hóa ở Bắc Hà, Lào Cai. Hôm nay là một ngày mưa. Trời mưa nên mọi thứ đều phải co lại hết. Đây là chảo thắng cố kỷ lục Guinness Việt Nam. Đây là chảo thắng cố khổng lồ. Có một bác đang ngồi ở chảo này. Đây này. Cái này phải nấu được cho không biết là bao nhiêu người ăn này. Rất là to và rộng. Đây là mặt hông của nó này. Tính cái bếp để bắc cái nồi này lên này nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 viên gạch, gạch này khoảng hơn 20. Gạch này 2 năm rồi. Khoảng 2,5 m. 2,5 m, đường kính 2,5 m. À, gà đây. Đặc sản gà đen này. Chào chị. Gà đen, lợn mặt, lòng. Gà đen chị có bán ví dụ cái đùi không? Có. À. Ủa, đây là đùi lợn đây. Anh ăn thế nào thì em cắt như thế anh ạ. Giờ này nó đã chuẩn bị giờ ăn cơm mất rồi. Này là chị bán cả đêm đi chứ nhỉ? Dạ vâng ạ. Đây là cái đùi lợn đen này. Siêu to khổng lồ. Em đi một vòng đấy nhá. Dạ, cảm ơn chị. Mặt đây. Vừa mới luộc xong. Nóng bốc khói luôn. Kinh lên rồi. Gà đen này, đặc sản. Hấp dẫn quá. Và mình làm em đuôi lợn này. Gà đen thắng cố. Lên đây thì đúng là đặc sản thịt lợn với lại thịt lợn đen với lại gà đen. Nhanh. Cơm phở hay chưa? Nhanh em ơi, trời mưa lắm, tao không muốn làm quá. Xin chào mọi người nhé.